Ngày 15 tháng 10 năm 2024, Dulcevina đã tiến hành xuất bến 8 cầu trục gồm 2 chiếc IMQC và 6 chiếc RTG cho tập đoàn Biharat Mumbai Container Terminal Ấn Độ. Số cầu trục được xuất khẩu lần này nằm trong dự án BMCTPL Phase 2-1 được ký kết với khách hàng PSA Mumbai vào năm 2023, bao gồm 6 cầu IMQC và 18 cầu RTG. Tổng dự án sẽ được thực hiện trong 36 tháng với 3 chuyến xuất hàng, mỗi chuyến gồm 2 chiếc IMQC và 6 chiếc RTG. Theo thiết kế, mỗi cầu trục IMQC đều cao 93m, dài 156m, rộng 25,6m, nặng hơn 1.800 tấn. Có tầm với ra biển lên đến 71m, tầm với trong bờ 16m, có khả năng bốc dỡ các container hàng hóa trọng tải lên đến 65 tấn từ các tàu mẹ cỡ lớn và có thể nâng container lên độ cao 50m trên ngắn và 20m trên ngắn. Trong khi đó, mỗi cầu trục RTG có độ rộng tương đương với 6 hàng container 40 feet và một làn đường dành cho xe vận tải, có cầu trục cần trục 23,7m và sức nâng container trọng tải 40 tấn lên độ cao 18m. Sau khi cập cảng PSA Mumbai, các cầu trục này sẽ được các kỹ sư Dulcevina phối hợp với khách hàng kiểm tra, nghiệm thu và đưa vào vận hành thương mại, góp phần nâng cao năng lực nâng chuyển, xếp chở hàng hóa tại thương cảng sầm uất này. Hiện 16 cầu trục còn lại của dự án đang được Dulcevina chế tạo và lắp dựng để bàn giao chuyến thứ hai vào tháng 6 năm 2025 và chuyến cuối cùng vào tháng 12 cùng năm. Tập đoàn PSA là một khách hàng truyền thống chiến lược của Dulcevina. Tính đến nay, Dulcevina đã và đang cung cấp tổng cộng 122 cầu trục cho tập đoàn này, với 66 chiếc cho các cảng tại Ấn Độ, 39 chiếc cho cảng tại Singapore và 17 chiếc cho cảng Ả Rập Xê Út.